Vấn đề kiếm vàng và tiêu vàng trong đấu trường chân lý là một cái yếu tố quyết định đến việc anh em có thể là giành được top 1 hay không, hay là chỉ nằm dưới cái top cuối cùng. Thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tiêu vàng, sử dụng vàng làm sao cho nó hợp lý nhất trong đấu trường chân lý mobile bản VNG anh em nhé. Video này dành cho những anh em mới chơi tựa game, những anh em nào chơi lâu dài, chơi quá quen thuộc với tựa game này rồi thì hãy bỏ qua cái video này. Nhiều anh em bảo là thế mà cũng phải hướng dẫn, cái này thì ai chả biết. Đấy là đối với những anh em chơi rồi thôi, còn những anh em chưa chơi thì đó là một cái vấn đề khá là quan trọng. Nên là video này dành cho anh em tân thủ nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái tựa game được Việt hóa hết rồi, nên là rất là dễ dàng chơi. Game này thì nó sẽ được chia làm vòng em nhé. Sẽ được chia làm vòng. Có cái trận đấu nó căng thẳng thì có thể là nên đến rất là nhiều vòng, nhưng mà có những cái trận đấu thì nhanh chóng nên là cái số vòng nó sẽ thấp dần đi anh em nhé. Đầu tiên, nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha. Với cái vòng đầu tiên, đây là cái vòng rất là quen thuộc và cũng rất là dễ dàng cho anh em. Vòng này thì nó sẽ cho anh em khoảng tầm 3 vòng quái, 3 đợt quái anh em nhé. Và những cái đợt quái này thì nó sẽ cho anh em trang bị hoặc là cho anh em tướng. Nếu mà nó không phải là cái tướng mà anh em xác định với cái đội hình mà anh em lựa chọn ấy, thì anh em có thể là bán những cái vị tướng đó đi để mà có thể tích lũy được cái số lượng vàng nhanh hơn đối thủ. Dẫn trước đối thủ một vài vàng thì có thể là giúp anh em có cơ hội lên cấp sớm và xuất hiện những cái vị tướng bậc cao, phẩm cao hơn em nhé. Tuy thế thì cũng phải lưu ý là cái số lượng nhân vật có trên đội hình phải đủ để mà có thể là chống chịu lại cái lượng sát thương từ những cái đàn quái hay là những cái trận đấu tiếp theo. Bắt đầu sang cái vòng thứ hai. Cái vòng thứ hai này thì sẽ có cái phần giúp anh em kiếm được nhiều vàng hơn, kiếm được nhiều vàng hơn, làm giàu nhanh hơn. Đầu tiên là nó sẽ có cái cách đó là chuỗi thắng. Chuỗi thắng nha anh em. Chuỗi thắng này thì anh em muốn có thì anh em phải mua cái kinh nghiệm, mua cái XP để mà lên cấp và tăng cái tỷ lệ ra được những cái vị tướng bậc cao, và bỏ vàng để mà up vào cái level, tăng cái số lượng tướng lên trận và kích nhiều hệ hơn. Đương nhiên là khi mà chúng ta kích nhiều hệ hơn thì cái chỉ số của nó sẽ tăng nhiều hơn rồi, giúp đội hình anh em nó sẽ mạnh hơn. Và khi mà đội hình anh em mạnh thì đương nhiên là cái chuỗi thắng nó sẽ nhiều hơn rồi. Cái tỷ lệ chuỗi thì anh em có thể là click ở góc dưới cùng của cái tay phải của chúng ta. Đấy, nó sẽ có một cái số ở ngay cái chỗ phần vàng đó, thì anh em sẽ click vào đó để mà xem được cái tỷ lệ chuỗi thắng. Tiếp theo, chuỗi thua. Chuỗi thua thì nó cũng giống giống với lại chuỗi thắng thôi. Anh em có thể là tích lũy vàng và không mua XP. Hạn chế cái việc mà anh em reset shop và mua tướng nha. Nhưng mà đừng để máu tụt quá là sâu. Nếu mà cái máu tụt quá là sâu thì cái đó anh em sẽ phải tính toán đến cái việc mà xả cái số lượng vàng để mà kiếm tướng, hoặc là nâng cấp cái level lên để mà tăng cái số lượng tướng lên trận, kích hệ em nha. Chứ đừng để nó tụt ác quá, đến lúc là chúng ta sẽ khó. Và về sau thì những cái con bài nó dần dần lộ hiện rồi, với những cái phẩm nó cao hơn nhưng mà máu nó thấp thì cái tỷ lệ của anh em thua vẫn cao mà. Đâu có phải là đấu cái ván nào nó cũng thắng đâu. Chỉ cần qua một trận thôi là đội hình đối thủ nó cũng sẽ khác bọt rồi, với những cái trang bị và những cái tướng phẩm cao hơn. Nên là cái việc mà anh em thấp máu nhanh ở những cái giai đoạn đầu thì nó cũng khiến anh em tỷ lệ thắng của nó sẽ thấp hơn em nhé. Tỷ lệ top 1 nó sẽ thấp hơn hay top 2. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái cách nữa, đó là ở những cái lõi khi mà anh em lựa chọn, nó sẽ đưa cho anh em ba cái lõi. Và ba cái lõi đó thì có thể là reset sang cái lõi mới, và anh em có thể là lựa chọn cái lõi cho nó phù hợp, đưa ra cách chơi cho là phù hợp nhất. Đến với cái vòng thứ ba thì cái vòng này là cái vòng anh em có thể là xả vàng để mà nâng cấp cái đội hình, nhưng anh em đừng có roll quá mạnh tay, đừng để vàng xuống dưới 20 nha. Lúc này thì anh em cần phải tính toán thận trọng hơn và đừng để máu xuống quá là thấp. Và lúc này thì phe ở cái đội hình của anh em cũng đã được định hình rồi, anh em có thể là tiếp tục chơi cái chuỗi thắng lên cấp 6 sớm ở cái vòng 32 hoặc là 33. Và anh em có thể là sử dụng cái lợi tức chuỗi để mà bù lại. Tuy thế thì có khả năng thọt tiền về sau và mất cái chuỗi thắng. Hoặc là anh em có thể là tiếp tục cái chuỗi thua.
không ưu tiên cấp. Nếu mà chơi cái đội hình trắng này, đội hình toàn tướng trắng hay là xanh lá cây, thì anh em có thể là tiếp tục roll để mà kiếm những cái vị tướng đó. Còn với những cái đội hình với cái phẩm cao hơn thì anh em có thể là tích lũy lên 50 vàng rồi và xả ở những cái vòng tiếp theo nha. Đấy, có hai cái lựa chọn cho anh em như vậy ở cái vòng thứ ba này. Sang cái vòng thứ tư, cái vòng này là cái vòng mà anh em có thể là xả vàng hăng hái nếu mà không chơi cái team trắng hoặc là xanh lá cây. Anh em phải có cái cấp 7 ở cái vòng thứ tư này rồi. Nếu mà nên muộn quá là khi mà anh em đi mua sắm ấy, thì đối thủ nếu mà lên cấp cao hơn anh em thì có thể là đối thủ đã sẽ bắt hết những cái vị tướng tím và cam rồi. Giai đoạn này thì đội hình của anh em phải mạnh rồi nếu mà không muốn bị giam cấp. Anh em phải đi roll nâng cấp cái đội hình nếu mà thấy cái đội hình của team địch nó mạnh quá. Hoặc là anh em cần roll để mà tìm cái chủ lực tím hoặc là cam. Hoặc là anh em máu còn thấp dưới 40-50. Hoặc là anh em không còn cái khả năng nâng cấp nữa, thì anh em nên roll, nên nâng cấp cái đội hình. Ở giai đoạn này thì nên giữ cho cái con ác của anh em tối thiểu là 30 vàng. Hoặc là tệ hơn thì anh em nên giữ nó khoảng tầm 20 vàng, đừng cho nó xuống dưới 20 vàng em nhé. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile, anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Đến với cái vòng 5. Cái vòng này là cái vòng xả vàng khá là mạnh để mà nâng cấp cái đội hình hoặc là up cái level. Và cái lợi tức thì nó sẽ không còn là một vấn đề quan trọng nữa rồi anh em. Với cái team mạnh thì anh em có thể là tự tin up lên cái level 8 và 9 để mà tăng tỷ lệ ra những cái vị tướng cam và tướng tím em nhá. Khi đó thì chúng ta sẽ dần dần tăng sao cao hơn cho team để mà giành được những cái top cao trong trận đấu đó. Nói chung là những cái người mới chơi con game này thì chúng ta cần phải chơi rất là nhiều ván. Những cái ván đầu thì chúng ta có thể là xuống cái top nó rất là thấp. Tuy thế thì với cái việc mà anh em vận động não thì sẽ giúp anh em tăng dần cái top ở những cái trận đấu về sau. Hoặc là anh em cũng có thể là tham khảo ở trên mạng với những cái bài hướng dẫn xây dựng đội hình rồi là xây dựng trang bị vân vân. Nó cũng sẽ giúp anh em có được những cái top cao ở những cái giai đoạn mà anh em cảm thấy là chơi cái tựa game này nó tự tin rồi. Rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối cái video này và chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.